Quang Hải và người yêu tung ảnh tình tứ ở resort sang chảnh, rất ok, vui và hạnh phúc. Trước đó trên mạng xã hội, tràn ngập thông tin cho rằng chuyện tình cảm của cầu thủ Quang Hải và bạn gái Nhật Lê gặp trục trặc. Hiện tại cặp đôi đang đi nghỉ dưỡng cùng nhau, mọi tin đồn chia tay bị đập tan. AFF Cup 2018 đã kết thúc, nhưng sức nóng về các cầu thủ thì chưa bao giờ hạ nhiệt. Chính vì thế, việc không đăng tải status chúc mừng bạn trai, không có mặt vào trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình của Nhật Lê là bạn gái Quang Hải đã khiến cộng đồng mạng dấy lên tin đồn cặp đôi chia tay. Tuy nhiên, Nhật Lê, Quang Hải đều không có bất cứ phản hồi nào về việc này trên Facebook cá nhân. Thế nhưng gần đây, quản lý Quang Hải đăng tải trên story Instagram hình ảnh chụp từ phía sau Quang Hải, Nhật Lê kèm dòng chữ rất ok, vui và hạnh phúc như một lời khẳng định cặp đôi vẫn đang vui vẻ hạnh phúc chứ không hề có chuyện chia tay như dân mạng đồn thổi. Mãi đến chập tối, Nhật Lê mới xuất hiện ở resort vì vướng lịch thi ở trường. Hình ảnh tình tứ của cặp đôi đã chứng minh họ vẫn đang yêu nhau. Nhật Lê liên tục đăng tải hình ảnh ở resort trên Instagram cá nhân. Trước đó, việc Nhật Lê không đến sân Mỹ Đình xem trận chung kết khiến dân mạng đặt nghi vấn. Mọi người cho rằng chuyện tình cảm của cô và Quang Hải đang có vấn đề. Hình ảnh Quang Hải có ngày sinh nhật đáng nhớ bên cô bạn gái xinh đẹp. Nhật Lê thường xuyên có mặt trong nhóm bạn bè của Quang Hải. Hot girl Nhật Lê hay xuất hiện trên khán đài sân hàng đẩy mỗi khi Hà Nội Fan Club được thi đấu trên sân nhà.